Rồi chào anh, em giới thiệu với anh đây là cái sản phẩm camera hành trình của công ty Nano hiện đang phân phối ha. Rồi bây giờ để em sẽ gỡ cái vỏ hộp ra cho anh xem nhé. Rồi trong cái vỏ hộp thì anh thấy đây là cái camera chính của công ty Nano, thương hiệu là Bicotech. Do công ty nhập trực tiếp. Và phân phối tại Việt Nam. Rồi như anh thấy thì cái camera hành trình này á, thì anh gồm bao gồm cái mặt trước của nó là một cái màn hình LCD 2 inch, độ phân còn bên đây là một cái camera chính của camera hành trình. Đối với camera hành trình này, như anh thấy ở đây là nó có 4 cái đèn hồng ngoại để giúp cho anh quan sát được ban đêm. Rồi cái độ phân giải của camera hành trình này là 1920x1080, thành ra hình ảnh rất là đẹp, full HD luôn. Như anh thấy trên cái phần trên của camera hành trình, đây là cái menu điều khiển. Đây là cái menu ha, nút menu để nhấn vào đây để điều khiển. Còn đây là cái nút chụp hình ha. Còn đây là cái nút enter. Còn như đây anh thấy ở đây nó có hai cái nút, đây là cái nút record, anh nhấn vào đây để ghi hình, và cái nút là micro là để anh ghi âm ha. Có thể nhớ. Rồi, còn trên đây anh thấy đây cái khe cắm thẻ nhớ, thì thẻ nhớ nó có thể gắn được thẻ nhớ là 32GB. Vâng. Còn bên đây anh thấy nó có một cái khe cắm là USB để anh kết nối với máy tính để xuất hình ra đó. Rồi bên đây anh thấy là cái nút này, nút power on off, khi mà anh lắp lên thì anh nhấn vào đây nút power on off để mở nguồn. Bên đây là có nút reset, nút reset là giúp cho anh là khi mà camera có vấn đề gì thì anh có thể nhấn reset khởi động lại theo mặc định của nhà máy sản xuất. Còn cái đây là cái nút AV video out là để anh xuất ra hình màn hình TV. Còn cái đây là cái nút, cái chỗ này á, là anh thấy là cái chỗ cắm cho camera phụ. Thì đối với camera này á, nó bao gồm một cái camera chính. Camera chính thì mình lắp ở phía trên cái mặt kính của xe ô tô. Còn một cái camera phụ nữa, để mình lắp cho, lấy cái camera phụ cho anh xem nhé. Đây anh thấy đây, đây là cái camera phụ. Mình cái bao đây. Cái camera phụ này á, thì nó cũng độ phân giải là 1920x1080 megapixel, và đồng thời nó cũng có 4 cái đèn LED ở đây để hỗ trợ cho chúng ta chạy xe ban đêm. Thì đối với camera phụ này á, sẽ giúp cho chúng ta quan sát được bên trong xe đó, thì phía sau quan sát từ phía sau lên. Còn cái camera chính này á, thì là có thể quan sát từ phía trong xe ra ngoài. Đó là chúng ta có thể quan sát được bên trong và bên ngoài của xe ô tô mình luôn. Dài quá. Còn cái sợi dây này á, anh thấy không, nó dài hơn 2 mét luôn. Đó thì giúp cho anh kết nối và đi vòng ra phía sau xe rất là thuận tiện. Rồi như anh thấy thì ở đây là nó có một cái, ngoài ra nó còn có một cái cục adapter. Đây là cái cục adapter. Đấy, đối với cục adapter này á, là để anh cấp nguồn cho cái camera chính ha. Như anh thấy đây là cái phần camera, cái adapter này nè. Đối với cái adapter này á, thì anh có thể lắp vào đây. Anh lắp, anh ghi vào cái chỗ vị trí mồi thuốc của cái xe nè ha. Lấy anh điện ghi vào đây để lấy điện cấp nguồn cho cái camera này đó. Còn cái dây này á, thì anh đi về, anh ghi vào trong đây để cấp nguồn cho cái camera hành trình này của mình. Rồi đây mình mở cái dây này ra nhé. Rồi bây giờ đối với cái dây nguồn này, anh ghim vào trong đây ha, vị trí này nó có chỗ USB nè để cấp nguồn ở đây. Đấy, còn cái này thì mình ghim vào đây, cái cục adapter này mình ghim vào đây thì đối với loại cái camera, cái dây này á, thì các bạn có thể nhờ cái đơn vị kỹ thuật, người ta sẽ đi dây cho bạn. Hoặc nếu như các bạn mà biết cách đi dây thì các bạn cũng có thể tự đi dây cho mình ha. Rồi vâng. Còn như các bạn thấy đây là cái chân đế hay còn gọi là cái miếng hít á, thì các bạn lắp đặt cũng rất là dễ dàng. Thì như các bạn thấy ở đây là mình chỉ việc gắn vào đây nè ha. Cái chân đế mình xin nó thêm ở đây thì nó có cái nút khoa, cái nút vặn để mình chỉnh cái góc xoay của cái camera hành trình.
Còn cái đây là cái khóa, cái lẫy để mình khóa, khi mà mình gắn lên thì mình khóa lại để cho nó dính bám chắc vô ha. Rồi đây thì cái này mình chỉ việc gắn vào đây thôi. Rồi xong, như các bạn thấy rất là đơn giản ha. Rồi mình chỉnh gốc dây rồi mình siết ốc này lại. Rồi bây giờ mình gắn cái camera hành trình này lên trên đây ha các bạn nhé. Đây các bạn có thể ịnh vào trên đây ha. Rồi chào các bạn, còn đây là cái máy ống kính ha. Các bạn có thể chỉnh góc quay ra để đây nhìn quan sát ra phía ngoài xe nhé. Rồi còn đối với sợi dây này thì các bạn có thể là đi vòng lên trên đây, đi vòng lên trên cái phần trên này của các bạn ha. Các bạn dán keo lại ha. Rồi đi vòng lại. Vâng. Rồi xong. Còn bây giờ thì mình chỉ demo cho các bạn xem thôi. Còn khi sau đó các bạn sẽ đi dây sau nhé. Còn cái phần dắt cắm này thì các bạn ghi vào đây nè ha. Đây. Rồi các bạn thấy ha, thì khi bạn cắm nguồn lên thì các bạn nhấn vào đây để giữ mở nguồn cho cái camera nhé. Rồi xong rồi, như các bạn thấy cái màn hình chính á, màn hình nó đã lên rồi nè. Nhưng mà cái góc nhìn thì nó chưa hợp lý lắm. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái góc quay của camera cho các bạn thấy đây. Bây giờ mình đã thấy cái đoạn đường mình đi rồi, thấy không? Rồi ok. Đó. Ok. Vâng. Đèn đang chớp nha. Rồi, đèn nó đang chớp nhắc tức là nó đã có nguồn vô rồi và cái tín hiệu nó là đang quay nha các bạn nhé. Các bạn thấy bên đây nó chớp chớp nè, chứng tỏ là nó đã đang chế độ bắt đầu ghi hình đó ha. Rồi bây giờ chào các bạn, bây giờ mình sẽ cho xe lăn bánh nha. Để ghi một đoạn hình rồi các bạn sẽ xem thử nha. Cái độ phân giải nó tới 1920 1080 nên cái hình ảnh anh thấy nó rất là rõ nét, nó rất là đẹp. Lát nữa và ngoài ra cái camera này nó có chế độ gọi là wide dynamic range, là nó chống ngược sáng luôn. Khi mà các bạn chạy xe trên đường mà nó nhìn vô những cái nguồn sáng mạnh đó, thì cái camera nó có khả năng chống ngược sáng. Ngoài ra nó còn có chức năng là G-sensor, là khi mà xe có bị sốc hay là gì đó thì là nó sẽ tự động nó khóa cái camera lại và nó ghi hình, nó lưu hình lại để tránh trường hợp là bị mất dữ liệu trên cái thẻ nhớ của mình. Okay. Rồi các bạn thấy không, bây giờ mình đã rút cái dây nguồn USB ra rồi, nhưng mà trong cái camera này nó vẫn còn có cái pin để nó lưu lại cái để sử dụng được thêm một khoảng thời gian nữa ha. Rồi bây giờ mình sẽ để lấy ra thẻ nhớ ra, thì mình trước tiên mình phải tắt cái nguồn này đã ha. Mình tắt cái nguồn ra rồi mình lấy cái thẻ nhớ ra rồi mình để xuất file ra cho các bạn xem nhé. Rồi bây giờ mình tắt nguồn đây. Tắt nguồn thì các bạn nhấn vào đây giữ 3 giây nha. Rồi các bạn thấy nó tắt nguồn rồi.